ông già Noel đã trở lại để kéo xe nó trên dốc trượt tuyết. Hơn 230 người trượt tuyết và trượt ván trên tuyết Kris Kringle đã đến một khu nghỉ mát phía Tây Maine vào Chủ nhật để gây quỹ từ thiện. Thánh Nix vui vẻ đã nghỉ năm ngoái vì đại dịch toàn cầu. Nhưng họ đã trở lại để bắt đầu mùa trượt tuyết trong bộ trang phục ngày lễ đầy đủ, bao gồm râu trắng, mũ đỏ và trang phục đỏ. Một biển những bộ đồ ông già Noel màu đỏ đổ xuống núi, tạo thành những vòng quay rộng khi bộ râu của họ tung bay trong gió băng giá. Ít nhất một Green mặc vest xanh đã lẻn vào khu hỗn hợp. Ngụy trang trong áo khoác và mũ của ông già Noel. Sự kiện diễn ra tại thị trấn Newry phía Tây Maine, nơi có khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Sunday River, sầm uất nhất của bang. Trước khi băng qua tuyết, tất cả các ông già Noel phải quyên góp tối thiểu $20 để hỗ trợ các chương trình giáo dục và giải trí tại địa phương. Sự kiện này đã quyên góp được vài nghìn đô la cho quỹ cộng đồng sông Chủ nhật. Một tổ chức từ thiện địa phương. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.